Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 24 tháng 12, lễ thánh Phêrô Nolasco và thánh Chabel. Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe về cuộc đời của thánh Phêrô Nolasco và thánh Chabel qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Thánh Phêrô Nolasco sinh tại nước Tây Ban Nha, gần thành Barcelona vào cuối thế kỷ thứ 12. Thánh nhân là con trai của một thương gia buôn bán tại vùng Địa Trung Hải. Khi Phêrô Nolasco đi tàu, ngài nhận thấy có rất nhiều Kitô hữu đến từ Bắc Phi bị bắt làm nô lệ. Trái tim Phêrô đã hướng ngay về những anh chị em này trong Chúa Kitô, và thánh nhân đã dùng tiền bạc của mình để chuộc lại những nô lệ này theo khả năng của ngài. Thánh Raimundo Peñafo, giám mục giáo phận Barcelona, đã tổ chức một nhóm giáo dân để lo công việc này, và ngài đã đặt Phêrô làm đầu. Nhóm này về sau trở thành một hội dòng, được đặt dưới sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria, Đức Mẹ chuộc kẻ làm tôi. Các thành viên của hội dòng được gọi là những người có tấm lòng thương xót. Họ tuyên giữ ba lời khấn, thành khiết, khó nghèo, tuân phục, và thêm một lời khấn thứ tư mà thánh Phêrô Nolasco thêm vào là dâng hiến sự tự do của mình và nếu cần kể cả mạng sống để chuộc lại sự tự do cho những nô lệ Công giáo. Thánh Phêrô Nolasco dùng phần đời còn lại của mình đi khắp các nước Tây Ban Nha và Algeria chuộc lại hàng trăm nô lệ. Thánh nhân qua đời khoảng năm 1256. Hội dòng mà thánh Phêrô Nolasco thành lập hiện vẫn tồn tại cho đến ngày nay, vẫn đang hoạt động để giải phóng nhiều người trên khắp thế giới thoát khỏi các thể chế áp bức. Chúng ta có biết ai đang bị bắt nạt hoặc bị đối xử bất công không? Chúng ta có được sự can đảm của thánh Phêrô Nolasco là đứng về cùng phe với họ không? Chúng ta có dám trở nên những người quảng bá tình hữu nghị và sự thân ái không? Thánh Chabel sinh năm 1828, qua đời năm 1898. Thánh Chabel, tên thật là Joseph McClough, sinh ngày 8 tháng 5 năm 1828 ở một làng vùng cao nguyên Lebanon. Cuộc đời của Joseph rất bình thường, cũng đi học, đi nhà thờ như bất cứ ai khác. Ngài yêu quý Đức Mẹ và siêng năng cầu nguyện. Ngài có hai người chú là đan sĩ. Ngài âm thầm cầu xin Đức Mẹ giúp Ngài trở thành một đan sĩ. Khi gia đình muốn Ngài kết hôn, vì họ thấy có một thiếu nữ rất xinh đẹp trong làng mà họ tin sẽ là người vợ lý tưởng của ngài, thì Joseph lại tin rằng đã đến lúc phải theo đuổi ơn gọi làm đan sĩ. Ngài gia nhập đan viện Đức Mẹ ở Mayfuk khi 23 tuổi, lấy tên Chabel của vị từ đạo người Syria. Ngài khấn chọn đời năm 1853 khi 25 tuổi. Chabel học làm linh mục và được thụ phong năm 1858, ngài ở tu viện Saint Maron trong 16 năm tiếp đó. Cha Chabel là một người thâm trầm, mà sự yêu quý cầu nguyện là đặc tính nổi bật của ngài. Thỉnh thoảng, ngài lui vào nơi ẩn dật của dòng để cầu nguyện. Và trong 23 năm cuối đời, cha Chabel sống rất kham khổ, ăn ít, ngủ trên đất và cầu nguyện lâu giờ. Nhiều khi cha Chabel bay bổng trên không khi cầu nguyện và ngài rất yêu quý thánh thể. Vào ngày 16 tháng 12 năm 1898, trong khi cử hành thánh lễ, ngài bị tai biến mạch máu não. Và 8 ngày sau, ngài đã thở hơi cuối cùng vào ngày 24 tháng 12 năm 1898. Phép lạ bắt đầu xảy ra tại ngôi mộ của vị đan sĩ thánh thiện này.
Ngài được phong chân phước năm 1965 và sau cùng, cha Chabert được Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 tuyên xưng hiện thánh ngày 9 tháng 10 năm 1977. Đức Giáo Hoàng giải thích rằng, bằng chính đời sống của mình, Thánh Chabert đã dạy chúng ta con đường đích thực đến với Thiên Chúa. Trong khi xã hội chúng ta tuyên dương sự giàu sang và tiện nghi, Thánh Chabert qua gương mẫu đời sống, Ngài đã dạy chúng ta các giá trị khi trở nên nghèo khó, hy sinh và siêng năng cầu nguyện. Bôn ba nơi trần thế, nhưng con vẫn trông lên trời. Lênh đênh trên sóng đời, tình Ngài là bờ bến con xuôi. Lòng đong trong cuộc sống, nhưng con cậy trông nơi Chúa. Vì Chúa là đường lối con theo, Chúa là bờ bến con neo. Dốc đời dù có treo leo, lòng vẫn tin yêu Chúa ơi. Con vững tin nơi Ngài, một niềm phó thác cậy trông Chúa ơi. Không có chi trên đời bằng xa vào lòng Chúa nghỉ ngơi. Vì Chúa là hạnh phúc con chờ mong, là đấng con cậy trông, là chốn con tựa nương, là bến quê tình thương. Chúa ơi, con vững tin nơi Ngài, một niềm phó thác cậy trông Chúa ơi. Không có chi trên đời bằng xa vào lòng Chúa nghỉ ngơi. Vì Chúa là hạnh phúc con chờ mong, là đấng con cậy trông, là chốn con tựa nương, là bến quê tình thương. Vì Chúa là hạnh phúc con chờ mong, là đấng con cậy trông, là chốn con tựa nương, là bến quê tình thương.